Ớt rớt giá thê thảm, chỉ còn 4.000 đồng đến 7.000 đồng một ký và rất ít người mua. Người trồng ớt ở dọc sông Trà Khúc, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi phải mang ớt ra vỉa hè đường Trường Sa phơi. Con đường đẹp nhất nhì tỉnh Quảng Ngãi phủ màu đỏ của ớt. Khoảng một tháng qua, người dân trồng ớt ở vựa ớt xã Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi không mang được ớt vì giá quá rẻ và thương lái cũng chẳng tha thiết mua. Thế là người dân mang ớt ra đường phơi. Ớt nhuộm đỏ tuyến đường. Nếu so với năm ngoái thời điểm này, giá ớt dao động từ 25.000 đến 80.000 đồng một kg. Năm nay chỉ còn từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng một kg. Bỏ ruộng ớt thì tiết công chăm sóc, mà hái bán thì chẳng đủ tiền thuê người. Thế là người dân đành mang ớt ra đường phơi. Nhiều du khách hiếu kỳ đã đến chụp hình trekking cùng con đường ớt. Ớt phơi nhuộm đỏ bờ sông Trà Khúc là hậu quả của việc người dân trồng bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng. Từ sau Tết cổ truyền, chính quyền thành phố Quảng Ngãi đã khuyến cáo việc trồng ớt cần hạn chế bởi đầu ra bấp bênh. Nhưng với những vụ thắng lớn cho lợi nhuận khủng, đầu tư khoảng 4 triệu đồng trên 1.000 m2 trồng ớt, cho lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng, người dân đã bất chấp trồng.